Trương Định sinh 1820 mất 1864 hay Trương Công Định hoặc Trương Trường Định, là võ quan triều Nguyễn, và là thủ lĩnh chống Pháp giai đoạn năm 1859 đến năm 1864, trong lịch sử Việt Nam. Thân thế và sự nghiệp. Trương Định sinh tại làng Tư Cung, phủ Bình Sơn, Quảng Ngãi, nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Cha ông là lãnh binh Trương Cầm, từng là hữu thủy vệ úy ở Gia Định dưới thời vua Thiệu Trị. Năm 1844, Trương Định theo cha vào Nam. Sau khi cha mất, ông ngụ ngay nơi cha đóng quân. Sau đó, ông kết hôn với bà Lê Thị Thưởng, vốn là con gái của một hào phú ở huyện Tân Hòa, Gò Công Đông ngày nay. Năm 1850, hưởng ứng chính sách khẩn hoang của tướng Nguyễn Tri Phương, Trương Định xuất tiền ra chiêu mộ dân nghèo lập đồn điền ở Gia Thuận, Gò Công, vì thế, ông được nhà Nguyễn bổ làm quản cơ, hàm chánh lục phẩm, trở thành thủ lĩnh chống Pháp. Tháng 2 năm 1859, quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định. Sau đó, Trương Định đem quân đồn điền của mình lên đóng ở Thuận Kiều, Gia Định, và từng đánh thắng đối phương ở Cây Mai, Thị Nghè. 2. Đầu năm 1861, Pháp tấn công Gia Định lần thứ hai, Trương Định đem quân phối hợp với binh của tướng Nguyễn Tri Phương phòng giữ chiến tuyến Chí Hòa. Khi đại đồn Chí Hòa thất thủ, ông lui về Gò Công, cùng Lưu Tiến Thiện, Lê Quang Quyền chiêu binh ứng nghĩa, chấn giữ vùng Gia Định Định Tường. Ở đây, Trương Định tổ chức lại lực lượng, triển khai tác chiến trong các vùng Gò Công, Tân An, Mỹ Tho, Chợ Lớn, Sài Gòn, Đồng Tháp 10 và kéo dài đến tận biên giới Campuchia. Kể về ông ở giai đoạn này, sử nhà Nguyễn chép. Trương Định am hiểu võ nghệ, dũng cảm, mưu lược. Tự đức năm thứ 14, 1861 thành Gia Định hữu sự, Định hưởng ứng việc nghĩa, chiêu mộ thú dõng được hơn 6.000 người, lại kiêm quản những đầu mục thân hào mộ việc nghĩa, dồn lập 18 cơ quân, luôn chống đánh người Pháp, thu được súng ống khí giới và đúc chế thêm để dùng, được bạt bổ làm quản cơ lĩnh phó lãnh binh Gia Định. Ngày 5 tháng 6 năm 1862, triều đình Huế ký kết hòa ước với Pháp. Cũng theo sử nhà Nguyễn thì, tháng 7 năm 1862, từ khi đã định hòa ước rồi, ngài tự đức truyền dụ Nam Kỳ nghỉ binh và đòi Trương Định ra Phú Yên. Khi ấy trong các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa những người ứng nghĩa rủ nhau đoàn kết, tôn Trương Định làm đại đầu mục, xin cho ra đánh, Đình Thần nghị rằng, bây giờ việc Bắc Kỳ đương khẩn, mà Nam Kỳ chưa có cơ hội gì, xin giao Phan Thanh Giản hiểu dụ. Nhưng Trương Định đã lâu mà không chịu về cung chức, bị cách chức hàm. Trên thực tế, ông đã từ chối thư dụ hàng của tướng Pháp là Bonnet, bất chấp chiếu vua ra lệnh bãi binh do Phan Thanh Giản truyền vào và rút quân về Gò Công, xưng là Trung Thiên Tướng Quân, và được nhân dân tôn là Bình Tây Đại Nguyên Soái, lấy nơi này làm bản doanh, xây dựng các căn cứ địa kháng chiến. Ngày 16 tháng 12 năm 1862, Trương Định đã ra lệnh tấn công các vị trí của quân Pháp ở cả ba tỉnh miền Đông Nam Bộ, đẩy Pháp vào tình thế lúng túng, bị động. Tháng 2 năm 1863, nhờ có viện binh, Pháp phản công tại Biên Hòa, Chợ Lớn, bao vây Gò Công. Ngày 26 tháng 2 năm 1863, Pháp đánh chiếm thành trì, ông thoát khỏi vòng vây và kéo quân về Biên Hòa. Tháng 9 năm 1863, tướng Lagrandier sang thay Bonnet, mở cuộc càn quét thứ hai, bắt được vợ con và một số tùy tùng của Trương Định. Qua đời, ngày 19 tháng 8 năm 1864, Huỳnh Công Tấn phản bội dẫn đường cho quân Pháp bất ngờ bao vây đánh úp. Bản doanh đám lá tối trời thất thủ, Trương Định bị trọng thương gãy xương sống. Về cái chết của ông, các nguồn không thống nhất về việc ông có tuẫn tiết hay không. Hầu hết các nguồn cho rằng ông đã tuẫn tiết để khỏi rơi vào tay giặc. Mặt khác, theo Việt sử Tân Biên của Phạm Văn Sơn, ông và 28 người tùy thuộc bị bắn chết. Khi ấy, ông 44 tuổi. Hay tin Trương Định tuẫn tiết vua tự đức sai truy tặng ông phẩm hàm, và năm 1871 lại cho lập đền thờ ông tại Tư Cung Quảng Ngãi. Con ông là Trương Quyền đã rút lên vùng Châu Đốc tiếp tục chống Pháp thêm 6 năm nữa. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã làm 12 bài thơ và một bài văn tế điếu ông. Trích giới thiệu một bài. Trong Nam, tên họ nổi như cồn. Mấy trận Gò Công nức tiếng đồn. Đấu đạn hỡi dêm tàu bạch quỷ. Hơi gươm thêm dạng vẻ huỳnh môn. Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ. Quả ấn Bình Tây đất vội chôn.
nỡ khiến anh hùng rơi giọt lụy. Lâm dâm ba chữ níu linh hồn. Tuyên bố của Trương Định trong thư trả lời thư dụ hàng của tướng Pháp Bonnet vào cuối năm 1862. Triều đình Huế không nhìn nhận chúng ta, nhưng chúng ta cứ bảo vệ tổ quốc chúng ta. Ngoặc kép, ông trả lời Phan Thanh Giản về việc bãi binh chống Pháp, triều đình nghị hòa thì cứ nghị hòa, còn việc của Định thì Định cứ làm. Định thà đắc tội với triều đình chứ không nỡ ngồi nhìn giang san này chìm đắm. Tuyên bố của Trương Định gửi các quan ở Vĩnh Long, để tỏ ý ly khai với Nam Triều, vì sau hòa ước Nhâm Tuất, vua Tự Đức ra lệnh ông phải bãi binh, vào tháng 2 năm 1863. Muốn trở lại y như xưa, dân chúng ba tỉnh yêu cầu chúng tôi đứng đầu khởi nghĩa, chúng tôi không thể làm gì được khác. Chúng tôi chuẩn bị chiến đấu vào hướng Đông cũng như hướng Tây, chúng tôi chống đối và chiến đấu. Chúng tôi sẽ đánh ngã bọn giặc cướp, ngoặc kép. Chúng ta thề sẽ đánh mãi và đánh không ngừng, khi ta thiếu tất cả sẽ bẻ nhánh cây làm cờ, lấy gậy gộc làm võ khí cho quân lính ta. Ngoặc kép, hịch của Trương Định tháng 8 năm 1864. Lòng dân đã muốn ta lên làm nguyên nhung ba tỉnh, ta trông vào lòng dân yêu thương không phai lạt của mọi người đối với ta. Thế là xong bất dung tha giặc cướp. Ngoặc kép, mấy đoạn trích trên, được ghi trang trọng tại đền thờ Trương Định, ở ngay trung tâm thị xã Gò Công. Trong sách Sài Gòn xưa ấn tương 300 năm của nhà văn Sơn Nam có đoạn: yêu nước đậm đà, khẳng khái trước nghĩa lớn, đứng hàng đầu trong phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ vẫn là Trương Định. Mang ơn vua, giữ đất cho vua, Gò Công là nơi phát tích của Phạm Đăng Hưng và con gái là bà Từ Dũ, nhưng chống lệnh khi cắt đất cho Pháp. Trương Định và dân đồn điền lợi dụng địa hình rừng ngập mặn Gò Công để khởi nghĩa, đắp đập, xây lũy. Giặc phải vất vả, tổ chức nội ứng mới giết được ông, qua nhiều cuộc hành quân cấp tướng, bố trí súng lớn trên thuyền nhỏ, để di chuyển nơi nước cạn. Địch phải đem xác ông phơi trước chợ để làm chứng cớ, và chôn ông giữa chợ, nếu chôn nơi hẻo lánh, e nghĩa quân lập đàn tế cờ, phục thù cho chủ tướng. Cụ Đồ Chiểu đã đem tất cả tâm huyết viết bài văn tế ông và 10 bài liên hoàn. Trương Định được hậu thế tôn vinh tại di tích nhà thờ họ Trương Việt Nam thuộc thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình. Đền Trương là nơi thờ những người họ Trương đã khuất tại bàn thờ cộng đồng, trong hậu cung có tượng thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế Trương Hữu Nhân và 14 danh nhân họ Trương tiêu biểu nhất thời phong kiến ở ba miền Việt Nam gồm Ban Văn Thờ Thái Phó Trương Hán Siêu, Trạng Nguyên Trương Hanh, Trạng Nguyên Trương Sán, Thượng Thư Trương Công Giai, Thái Sư Trương Đăng Quế, Đông Các Học Sĩ Trương Quốc Dụng, Thượng Thư Trương Công Hy, Ban Võ Thờ Tướng Trương Hống, Tướng Trương Hát, Tướng Trương Nữ, Tăng Lục Võ Sư Trương Mani, Tướng Trương Chiến, Đại Tướng Quân Trương Minh Giảng và Anh Hùng Trương Công Định, Kênh Tiểu Sử.